Trời mời ông ra đây. Ông bảo chắc ông chia sẻ cho mọi người coi ông đã được ơn của Chúa như thế nào. Dạ, thưa cha cùng như thưa tất cả cộng đoàn. Con là tên hành của con là Phêrô Hàn Như Tính, giáo chủ Thịnh Lạc, giáo hạt Ngàn Sâu, địa phận Vinh, người Hà Tĩnh và Nghệ An. Ông vẫn tắt thôi, một ơn thôi, đừng nói dài. Một ơn mới nhất nơi lòng thương xót của Chúa. Kính thưa cha cũng như tất cả không có đừng có kính nữa, kính một lần thôi, đừng có kính nữa, rồi nói luôn. Thưa cha, là con đau nhồi máu cơ tim 2 trận mà không chết. Nhồi máu cơ tim cấp 2 trận mà không chết. Mong chín tháng giêng ngày âm lịch tháng giêng năm 2017 là con bị nhồi máu cơ tim ở nhà một mình thôi, mà đau đến 2 tiếng đồng hồ. Là con đau quá, con bôi dầu vô đây, con đầm ở đây đau quá một mình thôi. Nhưng mà sau con lấy gương là trưởng mặt nó hốc hạc mồ hôi nó ra. Rồi cánh tay là nó téo hết. Nhớ con đi lại trước tường thằng chót á. Con mình lại lại Chúa. Con không biết cái bệnh gì cả. Xin Chúa cứu con. Tôi con ở trong đó. Anh chị em chạy vào trong nhà thờ đi, tôi đã nói rồi, mưa để chạy vào đi. Vào trong này còn ghế trống này, ngồi hình trên ngang này nè. Ngồi đi, đừng có đi này, các anh chị phục vụ ra mời mọi người vào hết trong này. Ở ngoài bên kia vào trong này hết đi, không còn ngoài kia nữa, vào hết trong này. Vào bên dưới này nè. Đi lên bên dưới này, ngồi vào đây, ngồi thẳng nó đi này. Vào trong này đi, vào đây cũng mưa hết bây giờ, ngồi sát lên. Ra mời mọi người vào trong này, ngồi lên trên này. Mày chị em, cái dù đó, ngồi lưu xuống đi, che cái dù ta không nhìn thấy gì đâu. Ba cái dù đó đưa vào trong đi. Và thấp xuống, để cho người ta nhìn vậy. Rồi xem vào trong này đi, cầm ghế vào, mắt đi. Cầm ghế vào, ngồi trên này luôn, ngồi nước đi này, sát lên nhẹ lên, lóc. Ngồi nước vào trong này. Mới hết vào. Xem vào trong này đi, phải mưa. Rồi, đây là một chứng nhân đang nói với chúng ta là bị nhồi máu cơ tim 2 lần mà không chết, rồi sao nữa, chuyện gì xảy ra cũng kể tiếp cho mọi người nghe. Thưa cha, lúc đó là đau mất 12 tiếng đồng hồ. Thì có cái con lại nói về Chúa rằng thức này là lại Chúa. Xin Chúa cầu quán cho con, để cho con biết bệnh con chữa bệnh của con. Thì sau đó con lại là con thấy đau quá. Thì con nói là như năm thử cũng một cái cũng được, ngồi cũng không được. Đến khi con lại cái quạt, là con lại cái quạt, con quạt thế thế này, là tự nhiên là thốt, là nó cứ nguôi là nó thốt. Trong một chốc lát khoảng chừng 20 phút là thôi. Thôi là con đông rồi, là con lại ăn cơm, lại ăn sáng. Thì coi như thật ra là con cũng có cái chuyện bình thường, mà trong người thì đầy đủ cả bảo hiểm đâu, để cắt khỏi cho con mới đang đi bệnh viện. Cũng biết chứ cả. Đến khi nữa là tháng vừa nữa là đúng 6 giờ rưỡi là con đóng. Thì cục mùi ảo đã nói để mà thay đổi đi lệ là không đi được. Thì con sau khi thăm hỏi là tụi con lên tụi tạm nhớ là ở Hồ Bình Phúc. Thì cái đó là con lại đi lệ, con đi lệ. Người hơi mệt mà nói nhưng mà đi lệ. Thì tháng thứ hai là con để là quyết định đi thăm. Thì tháng đến quảng á, thì ngồi đây chỗ là bà xa bản á, thì vừa một con là cùng thánh quen lại này, chủ mới đi thảm vừa nay á, là thứ hai là đóng lắm anh chị lắm chơi rồi được không, con khi nào là con đi lấy chỉnh chơi rồi để khi nào là con đi đi ta về mãi đi khám. Thì không ngờ là tổ thứ hai là bà đi chờ về là vừa ăn cơm xong đủ 7 giờ là con này để ra đi đọc cái tổ. Rồi cuối cùng sao? Rồi thưa cha là bắt đầu là đau tiếp. Đau tiếp, đau một tiểu đồng hồ là hai vừa trong nó quay chắc nữa. Bà cha thì có những ráng mũi ra để chút. Mà có là vui vô là đóng. Ấy thì đập được anh đau là đóng. Đồng nhà kia là đóng một tiểu đồng hồ là có tâm cái điện thoại đấy. Thế nhờ mới cứ có điện cho cái nghỉ mà đóng đặc lập là bàn quen là bác sĩ. Có mới nói tình hình là đau tháng chủ nhật là như thế, mà bây giờ nó đóng như thế. Rồi cuối cùng sao kết thúc. Thì rồi thưa cha là coi như anh ấy nói là bác đi thảm mà là đi hết huyết áp đi, khả năng nuôi máu cơ tim.
Rồi, là thứ cha là gọi như tốn á, là gọi như lên sớm, là chớ tiêm cho là trọng tài biến. Tôi là đó phải đáp, mới đáp 150. Nhưng mà vẫn phải thuốc uống. Tôi là sau đó con về, về thẳng ngày sau là con đi. Đi thẳng thì họ nói là kết quả lại là nói là bác chỉ phải nằm viện. Thì con là vì là tôi kết thúc từ sau rồi cuối cùng. Rất giá con để cho con nói cho thương. Cuối cùng sao? Bởi vì cái việc này á. À, cuối cùng là thương trang như thế này. Là sau, sau là coi như cuối cùng kết thúc là bây giờ là bữa nay là đến 7 tháng thôi. Bài tháng thôi là bài như là tay hôm qua con vào đấy là cách đây một tuần là con đang còn đau là ở đấy, nhưng mà trên đường đi cho vào đấy thì con là từ hôm hôm trước giờ bây giờ là con khỏe đấy, là cảm thấy con khỏe mà bụng con không không sưng được. À, cái thứ nhất đó là lành mạnh, nhưng mà hallelujah. Rồi thì gửi tặng cho gần cái máy 365 bài giảng lòng chưa thương xót nha, rồi để dừng cho người khác nha. Thưa anh chị em, một người bị